Châu Bùi thì rất là xinh. Ngày xưa Châu cũng học cùng với em hồi cấp 2. Mọi người được biết là nếu mà soi các nhân vật sinh năm 97 á Dạ. là ca sĩ thì sẽ ngoài Quân ra thì có Hiền Hồ, có Jack, có cả Châu Bùi nữa bên mảng thời Vâng. trang. Thì không biết là đối với bạn thì người nào bạn có cho là một cái đối thủ trong cái công việc của mình? Ừ. Thực ra thì từ lúc em bắt đầu đi hát đến giờ thì em cũng luôn quan niệm là mình cứ làm tốt việc của mình trước đã, còn đến đâu thì hay đến đấy thôi, chứ cũng em cũng không gọi là ganh đua để lên một cái top nào đấy, nên là cũng không xem ai là đối thủ của mình cả. Có nghĩa là bạn không nghĩ là mình đặt mình trong cái đường đua mà mọi người nghĩ là tất cả những Dạ. người sinh năm 97. Em thì cứ nói chung là cố gắng làm sao làm tốt công việc của mình là ok. Nhưng mà còn nghĩ một cách khách quan về những bạn nghệ sĩ mà cùng năm sinh với mình thì Quân thấy sao? Quân thấy ấn tượng với ai? Thực ra thì với những cái bạn sinh năm 97 thì em ấn tượng với khá nhiều người, bởi vì mỗi người lại có một cái hay một kiểu. Ví dụ như là Châu Bùi thì rất là xinh. Ngày xưa có cũng Châu cũng học cùng với em hồi cấp 2. Đó. Về Hiền Hồ thì em cũng vừa mới kết hợp với cả Hiền Hồ hát một bài trên sóng 21 và cũng quá ấn tượng với Hiền Hồ, bởi vì quá là xinh đẹp, hát rất là hay nữa. Còn về Jack thì hiện tại cũng đang là một nghệ sĩ đang có một cái lượng fan đông nhất nhì ở ở Việt Nam hiện tại, thì đều là những người em cảm thấy nói chung là giỏi. Eric cũng là một bạn sinh năm 97, và năm vừa rồi thì em cũng rất là thích cái bài Em Không Sai Chúng Ta Sai của Eric. Đấy, thì nó hầu như là tất cả những mấy bạn em thấy đều là những người giỏi. Còn hồi xưa lúc mà học cấp 2 chung với Châu á, thì lúc đó là cả hai bạn vẫn đang còn rất là nhỏ, thì không biết có kỷ Vâng. niệm gì đáng nhớ không? Em chỉ nhớ là có kỷ niệm là bọn em tham gia một cái chương trình là 90 năm thành lập trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên. Đó thì em cũng cơ hội cũng có nói chung là cũng có chơi cùng, quen biết Châu. Đấy, rồi tham gia cùng một chương trình với nhau, chương trình văn nghệ của trường ấy chị. Đó. Cũng Thế lúc vui, đó hồi là vui ấn lắm. tượng như thế nào? Lúc đó là Châu đã xinh như bây giờ chưa? Cũng xinh như kiểu xinh theo cái kiểu trẻ con hơn đấy chị, kiểu cũng là hot girl rồi. Hồi đấy hồi cấp 2 thì Châu cũng là gọi là hot girl của trường Sửa cho em cấp rồi. 2 rồi đúng không? Xinh, hồi đã xinh rồi chị ạ. Còn nếu mà Quân có ai hỏi Quân là thấy cái ưu thế nổi bật của mình như thế nào á, so với những bạn nghệ sĩ đồng trang lứa, thì Quân tự nhận ra sao? Cái sự khác biệt của mình á, Em ạ, màu sắc, sự phong cách khác và cách cái. khác biệt của em chắc là em kiểu em không biết mình có cái gì khác biệt với mọi người nữa. Thế cái này chắc là để mọi người nhận xét đi, thì em không biết, để mà tự nói thì em không biết có cái À, gì. cái này nhờ khán giả nhận xét đi Vâng, nhờ. Dạ thôi, thế thôi, nhờ khán giả nhận xét xong rồi nhờ để lại khán comment giả. phía dưới Dạ nha vâng. mọi người. Và không biết là đối với Quân thì thành công của một ca sĩ có phải được đo bằng những cái bài hit hay là top trending hay không? Em nghĩ là thành công của một nghệ sĩ, ví dụ như là một nghệ sĩ trẻ như em, thì một bản hit hoặc là những cái thành tích ở trên mạng xã hội nó cũng khá là quan trọng đấy. Đương nhiên là em không nói là nó là tất cả những gì mình cần, nhưng mà em nghĩ nó là một thứ mà cần có để mà mình phát triển, để mà mình thuận lợi hơn trong cái công việc của mình, thì mình cần có những cái thành tích đấy. Đương nhiên là cũng không phải là tất cả những gì mình cần cố gắng, bởi vì nó còn hội tụ những cái khác, ví dụ như là cách mình sống với mọi người như thế nào. Em nghĩ cũng là một cái rất quan trọng, kiểu như thế. Và trong showbiz thì rất là muôn màu, thì ngoài những ca sĩ nghệ sĩ có thực lực ra thì cũng không ít người lấn sân về ca hát, nhưng mà thật ra thì sản phẩm chưa tốt nhưng họ lại có rất là nhiều mưu kế để sản phẩm được lên top trending. Thì đối với Quân, điều đó có bất công cho những ca sĩ chính thống hay không? Em nghĩ là thực ra thì bây giờ về nghệ sĩ, về ca sĩ thì em nghĩ là có hai cái nó luôn đi song song với nhau. Thứ nhất là về năng lực, về cái chuyên môn của mình, và cái thứ hai là về hình ảnh. Em nghĩ hình ảnh nó cũng là một cái rất là quan trọng đó. Và những em thấy là nếu mà họ được nếu mà một ai đấy, một nghệ sĩ ở đấy mà được lên top trending ấy,
Thì em nghĩ ít nhất họ phải có một trong hai cái yếu tố đấy thì mới có thể làm được cái việc đấy. Thì em nghĩ đấy cũng là một cái lợi thế của người ta, là mình sẽ có cái hình ảnh tốt, chỉnh chu về sản phẩm thì họ xứng đáng, em nghĩ thế.